Chuyện của Bình An, tác giả Kim Thanh, phần cuối. Người thiếu nữ Bình An từ nãy giờ ngồi im, thỉnh thoảng lấy giấy thấm nước mắt, nghe tôi kể một cách rành mạch, từ tốn, cẩn trọng từng lời. Tôi nói thêm, dịp khác đó đã phải mất gần 30 năm mới có, cô nhỉ? Hôm nay tôi cố gắng lần đầu tiên kể hết sự việc đã xảy ra, đuổi theo ký ức hao mòn đã trốn chạy cùng với mọi chứng tích. Vả lại tôi đâu muốn thuyết phục cô, và cô cũng chẳng phải mang ơn ai, vì đối với tôi cứu người là bổn phận. Cô lắc đầu. Không, cháu không nghĩ thế. Theo cháu đó là một chọn lựa, một quyết định cá nhân, một đánh giá về sự cao cả giữa những con người với nhau. Rồi, chờ cho lệ vơi bớt, cô lên tiếng, nửa như phân trần, nửa như tự hối. Ba người kể y hệt, vì chỉ có một sự thật. Vậy mà ở quê cháu còn say men chiến thắng và ngụt lửa hận thù. Họ bảo rằng lính Mỹ và toán chiến tranh chính trị của chú đến bố ráp dân làng và chở má cháu đi. Lúc mới sanh cháu, tiêm thuốc cho chết dần chết mòn. Rằng cháu bị bỏ đói mấy ngày. Rằng cha cháu bị bắt, tra tấn, xẻo tai, móc mắt, rồi đem đi bắn. Lúc ấy tuổi mới lớn còn bồng bột, cháu tin ngay. Mãi sau này, khi chính sách cởi mở đôi chút, dì Hòa, bác Thắng và một vài người trong số rất đông nhân chứng mới dám kể ngược lại. Tôi tiếp lời. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Thực ra, không ai ngạc nhiên về những lời dối trá trên. Cũng vậy, sau năm 1975, khi đi tù cải tạo ra Bắc, sĩ quan chúng tôi bị dân ngoài đó ném đá, chửi rủa thầm tệ, gọi là kẻ thù của nhân dân, hãm hiếp phụ nữ, chặt đầu con nít, giết người không gớm tay. Dần dần tiếp xúc với chúng tôi, họ thấy rõ sự thật, thay đổi hẳn thái độ. Tất cả cũng do tuyên truyền độc hại đã được nhồi vào đầu óc, nhập vào xương tủy của nhiều thế hệ. Quả vậy, để tồn tại, chế độ phải bám vào sự lừa dối cũng như phải dùng các thủ đoạn khủng bố, gây khiếp sợ triền miên, khiến không ai dám nói thật. Từ khởi thủy đến hôm nay, từ một hang động tối tăm trong rừng Việt Bắc đến các đường phố Hà Nội, từ anh bần cổ nông thất học đến đám văn thi nô và tập đoàn lãnh đạo. Tôi nói lên điều này bởi tin rằng một thiếu nữ thông minh và xinh đẹp như cô, một thiếu nữ còn biết suy tư, dằn vặt về quá khứ, về sự thật đời mình như cô, thì không thể nào là cộng sản. Cộng sản đồng nghĩa với gian manh xấu xí. Họ không có tim, không có óc, không biết gì nữa ngoài mớ lý thuyết cũ mềm phải lặp đi lặp lại như những con vẹt ngu ngốc. Ngừng một chút để dò phản ứng, và thấy cô vẫn bình tĩnh nghe, tôi tiếp. Tôi nói lên điều này bởi trước mắt, quá khứ mà cô đang đánh thức từ một giấc ngủ nào buồn bã trở về trọn vẹn với chiến tranh tàn khốc và đoàn người chạy loạn bất hạnh, với hình ảnh của má cô ngất xỉu trong cơn đau, của chính cô khóc oe oe, mình mẩy tím ngắt bọc trong chiếc khăn xanh nhà binh của tôi, với lưỡi lê sáng loáng tôi rút ra khỏi vỏ, nhưng lần ấy không phải để đâm vào ngực kẻ thù, với những người lính miền Nam và quân nhân Mỹ xa lạ đã vì tình nhân loại. Đến đây, Bình An bật đứng dậy, khóc thành tiếng. Thôi, chú đừng nói nữa, đừng nói gì nữa. Cháu hiểu hết rồi. Suốt thời gian qua, cháu bị mê hoặc bởi vài quyền lợi nhỏ nhặt, bởi tấm bằng con liệt sĩ và những lời tâng bốc thầm xưng dối trá. Có lúc cháu cũng nghi ngờ, cũng đặt dấu hỏi, cũng biết chứ, như hàng triệu người dân hiện nay, nhưng biết mà không làm gì được, biết mà phải im miệng để được yên thân.
cháu sẽ an phận và có thể tự hào, như chú nói, sống trong xã hội này. Nếu cháu không có cá tính nhạy cảm, phản ứng tự vệ mạnh mẽ của một đứa con mồ côi bị ném vào đời quá sớm, nếu cháu không biết ưu tư, trăn trở, không khắc khoải mơ tìm hạnh phúc và bình an cho tâm hồn và ánh sáng mịt mờ của chân lý, và nhất là nếu cháu không có cơ may được gặp chú, nhân vật chính, được nghe tiếng nói của lương tri, cháu cũng biết chú không phải là người đặc quyền, bởi đặc quyền để được lợi lộc gì nơi cháu. Ngay thời ấy, chú đã không màng một lời cảm ơn, không đi gặp dì Hòa, huống chi bây giờ. Cháu tin chú. Mấy hôm sau, Bình An trở lại với bó hoa và giỏ cam, xin vào phòng chào mẹ tôi. Cùng đến có Hòa và cựu trung sĩ Thắng. Thắng bây giờ tóc bạc, lưng khòm, hành nghề y tá tư, chích theo tòa bác sĩ. Anh ta ôm chặt lấy tôi, huyền thuyền chuyện cũ. Trời ơi, Thẩm Quyền, ông thầy, sau bao nhiêu năm còn sống để được gặp lại nhau, mừng quá là mừng. Ông thầy vẫn phong độ như xưa, do tình cờ biết ông thầy về Nha Trang thăm bác gái bị bệnh. Tôi đã giục Bình An đến gặp trước để hỏi cho ra lẽ, chứ cô ta không tin tôi, cứ ấm ức thắc mắc mãi. Bình An cười giòn tan. Hết ấm ức rồi bác ơi. Còn Hòa cầm tay tôi, giữ thật lâu và thổn thức. Anh biết không, từ ngày đó em mong gặp anh lắm. Anh Thắng cho biết anh đã đổi đi nơi khác. Chị Hương em lúc hấp hối có nói chị nhớ anh, bảo em đi tìm anh và xin anh sau này, nếu số phận run rủi cho anh gặp Bình An, hãy coi nó như con gái anh vậy. Hai ngày trước khi trở lại Mỹ, tôi được Hòa và Bình An mời đến thăm nhà và dùng cơm. Nhà cũ ở xóm mới, tương đối rộng, được ngăn đôi, một nửa làm tiệm may sửa quần áo. Vinh, chồng Hòa, trước kia là trung đội trưởng địa phương quân, nay chạy taxi. Bắt chước Thắng, anh ta gọi tôi là ông thầy luôn miệng. Trong bữa ăn, Bình An không nói nhiều, vẻ trầm ngâm, nghĩ ngợi điều gì lung lắm. Một lúc nào đó, cô hỏi về ông trung tá phó, về Rockmore, về hai lựu đạn và những người lính tôi có nhắc đến trong chuyện kể. Tôi đáp, đại úy Rockmore vài tháng sau đó dẫm phải mìn trong, nát một bàn chân. Tài xế Bình và ba đồng đội trong một chuyến công tác bị phục kích, xác văng xuống ao cạnh đường ray xe lửa giữa Tam Quan và Bồng Sơn, nơi tôi cũng đã một lần bị bắn sẻ đạn xuyên qua áo giáp. Ông trung tá sau 75 đi cải tạo ngoài Bắc với tôi và chết trong tù. Còn hai lựu đạn và những anh em khác, tôi không biết trôi giạt về đâu. Bình An ôm mặt, cúi đầu, thở dài. Tội nghiệp quá, họ rất tốt, ít nhiều cũng là ân nhân của cháu. Sao trời bắt họ khổ như vậy? Không phải trời, mà người. Tôi sửa lại, thảm họa và bi kịch đều do nơi người. Cô hiểu ý, khẽ gật đầu, rồi đưa tôi ra xem vườn. Khu vườn nhỏ xinh xắn, được chăm sóc kỹ, gió lồng lộng từ biển thổi vào, mát rượi. Vài cánh bướm vờn bay trên các luống hoa, những trái măng cụt, vú sữa, mãng cầu vừa chín tới trên cành nặng trĩu. Những giọt nắng cuối ngày nhảy múa trên vòm lá biếc như những hạt kim cương lóng lánh. Giang sơn của cháu đấy, Bình An dịu dàng nói. Những lúc buồn tủi, chán chường, cháu ra đây để khóc một mình. Chú ngồi đây với cháu đi. Ngồi xuống chiếc băng gỗ cũ loang lổ màu sơn bên cạnh Bình An, tôi thấy lòng dâng mối cảm thương. Nét buồn u uẩn không rời đôi mắt cô. Cả hai im lặng,
để hồn chìm theo bóng chiều nhà rơi. Cô nhìn phía trước, đăm chiêu và bất thần quay lại hỏi: "Sao chú đặt tên cháu là Bình An?" Câu hỏi đột ngột làm tôi giật mình, lúng túng, và ngậm ngùi tôi đáp: "Tên đó người yêu tôi đã chọn nếu sau này chúng tôi sinh con gái đầu lòng." Có lẽ nàng mơ một ngày thôi hết chiến tranh, đêm nào cũng cầu nguyện cho tôi trở về bình an. Nhưng rồi duyên nợ không thành. Ngày cô sinh ra là ngày chúng tôi chia tay trong nước mắt âm thầm. Khi Thắng hỏi đặt tên gì cho cô, tôi sực nhớ đến. Bình An xin tôi kể thêm, chăm chú nghe và hỏi dồn: "Cô ấy bây giờ ra sao hỡi chú? Chú đã gặp lại lần nào? Có lấy ông giáo sư gì đó không?" "Không bao giờ gặp lại." Tôi nói, cũng không biết tin tức. Nhưng như thế càng hay, bởi mộng lúc nào cũng đẹp hơn thật. Không gặp lại để dung nhan còn mãi yêu kiều. Rồi lặng thinh, mỗi người lại đuổi theo ý nghĩ riêng. Chung quanh, tiếng mũi vo ve, tiếng côn trùng rã rích. Một lúc sau, cô đứng lên, nắm lấy tay tôi, dẫn đến bên những khóm hoa đủ loại đang khoe sắc thắm, tỏa hương ngạt ngào. Cô cười bảo: "Trước kia, vườn mọc đầy rau lan, rau muống, theo kế hoạch nhà nước. Dì Hòa tính nuôi heo nữa, cháu phản đối dữ lắm mới thôi. Cháu lén trồng hoa mấy năm sau này, dì cứ chọc ghẹo cháu, không ngờ con liệt sĩ, cán bộ lại có máu tiểu tư sản lãng mạn. Cháu yêu hoa vì tự ví mình với hoa, như câu thơ dì trong truyện Kiều: hoa trôi mang mát biết là về đâu. Đúng rồi, cảm ơn chú, đời hoa và đời cháu đâu khác gì nhau chú nhỉ." Nói xong, cô bần khuân nhìn theo đôi bướm nhẫn nhơ trên đóa mai vàng lộng lẫy và thì thầm: "Cuộc đời sao buồn quá phải không chú? Ai cũng mang riêng những mối sầu, kể cả chú. Một sĩ quan mà nhìn dáng dấp cháu tưởng ngày xưa phải rất may mắn hạnh phúc. Nói chi cháu là đứa con mồ côi, không biết mặt cha lẫn mẹ. Cái hào quang người ta ngụy tạo cho cháu không sao khỏa lấp nỗi buồn đau chất chứa trong hồn. Mỗi khi cô đơn như chiều nay, cháu thấy thèm tình thương, thèm một mái ấm gia đình, thèm một lời trìu mến, mơ có một người mẹ, một người cha." Ngập ngừng giây lâu, cô tiếp: "Chú từ nơi xa xôi đến, không quen biết, một ngày trên đường hành quân đã dừng lại cứu hai má con cháu. Chiếc lưỡi lê dùng để giết hại, gây chết chóc ngày đó đã biến thành vũ khí kỳ diệu của sự sống, của tình người. Sau khi cùng với chú đi tìm và gặp lại, thời gian ngút ngàn đã mất, cháu suy nghĩ nhiều lắm về chú, về phong cách trượng phu, lời nói chân tình, nét đẹp hào hùng trong chú và những quân nhân Cộng hòa khác, cũng như đã suy nghĩ bao năm về cuộc đời cháu, về quá khứ mà người ta cố tình viết sai, về sự thật mà người ta muốn hủy diệt." Và ngước nhìn tôi, cô nói nhanh, một hơi, như đã chuẩn bị từ lâu: "Cháu muốn lột bỏ con người cũ, cháu muốn thuộc về chú, thuộc về gia đình chú, từ nay, như lời má cháu trăn trối với dì Hòa. Cháu ao ước được chú nhận làm con gái của chú, thay cho người con gái có tên Bình An của chú và cô Trọng Uyên." Tôi ngạc nhiên đến sững sờ, nhìn sâu vào đôi mắt cô long lanh ngấn lệ, đầy vẻ chân thành. Cổ họng tôi tắc nghẹn, lâu lắm không thốt nên lời, trước một tình huống trớ trêu khó tin. Không ngờ kết cuộc lại như thế, tốt đẹp và có hậu như trong những truyện thần tiên. Tự nhiên nước mắt tuôn trào không ngăn được. Tôi giơ hai tay chờ đón.
cô ngã vào lòng tôi, gọi nhỏ: "Chú, ba ơi." Tôi nghẹn ngào. Còn hạnh phúc nào hơn cho tôi, cho ba khi bóng trời đã xế? Hỡi con, hỡi bình an của ba, bình an của tôi và của Trầm Uyên. Ôi giấc mơ một ngày xưa cũ. Tôi nhắm mắt cho xúc động lắng xuống, cho vô vàn kỷ niệm khói sương từ đâu kéo về ẩn hiện bền bồng trên dòng sông dĩ vãng. Những con đường làng ngai ngái mùi rơm rạ và cỏ dại, những đồng ruộng khô cằn nứt nẻ, những cụm lục bình tím nhạt trôi theo xác người, những giao thông hào hố chiến đấu lầy lội nước mưa, những ngày hành quân qua các thôn ấp điêu tàn, những trẻ em thân mình đầy máu vì mìn và pháo kích, bãi biển Quy Nhơn và ánh trăng úa vàng như những phong thư tình hờ hững, như lời thề đã lỡ, đêm chia ly ngọt đắng môi hôn, bóng Trầm Uyên mờ khuất sau rèm, bóng thiếu phụ ôm bụng bầu ngồi sụp trên cỏ, đoàn người chạy trên quốc lộ, tiếng khóc sơ sinh lưỡi lê và cuốn nhau, trực thăng tải thương. Ba đang tỉnh hay mê đấy con? Thôi nhé, từ đây có ba, con sẽ không còn đơn độc nữa đâu. Khổ đau, tủi hờn, ưu tư của những tháng ngày qua, con hãy quên, hãy quên, hãy để tất cả tàn lụn như đêm đen. Giờ chỉ còn tương lai, hãy bắt đầu lại từ đầu, từ hôm nay. Bình An cười rạng rỡ, qua màn lệ rồi nép vào ngực tôi, tỉ tê. Ba đã bỏ con, đi biển biệt suốt 30 năm. Phép lạ tái sinh, còn mơ không những hôm nay, mà đã từ lâu rồi. Có ba, từ lúc ba ngừng xe bên đường, bước xuống bồng con vào đời, đặt tên con là Bình An, ở một nơi nào đó, má con chắc vui và mãn nguyện lắm. Cũng như cô Trầm Uyên, con thương ba, hãnh diện về ba. Ba hứa đừng bao giờ bỏ con nữa, ba nhé. Tôi nhìn lên cao, cảm ơn Thượng Đế về tình thương thanh khiết, nhiệm màu. Đêm xanh mênh mông và sao trời bắt đầu mọc, lấp lánh